thích ở nhà chung cư hơn so với lại nhà đất. Lý do đầu tiên là bởi vì nhà chung cư nó có những cái tiện ích mà mình cần, ví dụ như là hồ bơi, ví dụ như là phòng gym. Khi mà mình làm việc xong, mình chỉ cần đi thang máy xuống là mình có nguyên cái hồ bơi rất ngon, rất đẹp, sẵn sàng cho mình thả thích bơi trong đó rồi. Cái lý do thứ hai là nhà chung cư chi phí của nó hợp lý và rẻ hơn so với lại nhà đất, với cùng một cái trải nghiệm, ở cùng một cái vị trí, với cùng những cái tiện ích thì nhà chung cư thường là sẽ rẻ hơn khá nhiều so với lại nhà đất, có thể rẻ hơn phân nửa hoặc thậm chí 2-3 lần luôn. Mình thấy bây giờ nhà chung cư nó đã dễ sở hữu hơn khá là nhiều so với trước, đặc biệt là ở thời này các bạn có thể dễ dàng dùng nhiều công cụ khác chung cư, đó là về vấn đề an ninh. Lúc nào mình cũng có bảo vệ xung quanh nè. Muốn lên được cái thang máy nhà mình thì phải có đúng cái thẻ của cái tầng đó nha, chứ tầng khác mà các bạn không đi được. Hoặc là các bạn chỉ đơn giản xuống hầm gửi xe thôi là các bạn cũng phải đi qua cái lớp bảo vệ rồi. Muốn lấy xe ra cũng phải đi qua một cái lớp nữa. Nó tạo cho mình được một cái cảm giác an tâm hơn rất nhiều so với lại khi mà mình còn ở nhà đất. Riêng đối với mình thì mình còn thích chung cư ở chỗ là mình để xe rất là thoải mái. Mình có thể để 3 chiếc xe máy, thậm chí là 1-2 chiếc ô tô mà không gặp vấn đề gì. Ở những cái khu hẻm nhỏ hay là những cái đường xá này nọ thì cái việc sở hữu ô tô nó sẽ phức tạp hơn. Tất nhiên ở nhà chung cư nó cũng có những cái bất tiện của riêng nó, cho nên cái việc mình thấy mà cãi nhau giữa nhà đất hay là nhà chung cư thì nó rất là vô nghĩa. Cái mà quan trọng là bạn sống như thế nào, chất lượng cuộc sống của bạn, bạn muốn nó ra sao và bạn hướng một cái cuộc sống như thế nào. Thì đó là cái mà chúng ta tập trung, tại vì cuối cùng cái căn nhà nó cũng phục vụ cho đúng mục đích đó thôi. Rồi, đó là những lý do vì sao mình thích ở nhà chung cư hơn so với là nhà đất. Còn bạn thì sao? Bạn thích ở nhà đất hay ở nhà chung cư? Và lý do vì sao? Comment vào trong video này ha.